ở trong cái lĩnh vực này thì để thành công trong bất động sản nó có ba cái huyệt tử nó có ba cái huyệt tử một là anh phải am hiểu về thị trường đó hiểu được xu hướng của thị trường lên hay xuống đúng không ạ thời điểm nào vào hay ra đó rồi thì phân khúc nào loại hình nào khu vực nào tài sản nào đúng không ạ đó tức là hiểu được hiểu được cái xu hướng của thị trường tức là am hiểu về thị trường cái thứ hai nữa trong vấn đề về đầu tư mà để có thể thành công hoặc quản trị được tâm lý tốt thì con người ta phải giỏi về tài chính. Bởi vì xét cho cùng thì mỗi một nhà đầu tư cá nhân khi đi đầu tư bất động sản họ không khác gì một doanh nghiệp thu nhỏ. Mà trong doanh nghiệp thì tài chính là mạch máu của kinh doanh. Tức là dày vốn đấy. Và, à không, không phải câu chuyện dày vốn. Anh phải hiểu các nguyên lý về tài chính. Ví dụ như lấy nguồn ở đâu, dùng nguồn như thế nào, phân bổ nguồn ra sao và sử dụng các chiến lược tài chính nào để nhân bội giá trị tài sản trong cùng một thời gian ngắn ví dụ như chiến lược rick nguyễn này dùng nhiều nhất là lãi suất kép đó nhưng lãi suất kép ưu nhược điểm của nó là gì cách áp dụng nó ra sao thời điểm nào thì dùng nó đúng không ạ còn chưa kể đến những cái chiến lược khác đó thì cái huyệt tử đầu tiên là phải am hiểu thị trường huyệt tử thứ hai là phải cực giỏi về tài chính và huyệt tử thứ ba đó là phải thành thạo trong các kỹ thuật về thực thi làm như thế nào để có thể điều tra và định giá một cách chính xác, làm như thế nào để mua tài sản ở giá rẻ và bán nó ở giá cao, đúng không ạ? Làm như thế nào để chúng ta kiểm soát tốt khâu bán, tức là marketing mà không phải phụ thuộc vào một bên thứ ba. Đó. Thì và tất cả những cái điều đó nó gộp lại nó tạo thành ba cái huyệt tử. Ba cái huyệt tử: am hiểu thị trường, giỏi về tài chính và thành thạo trong thực thi. Ba thứ đấy anh anh Phan Đăng ạ. Đó và để nói rằng đã trở thành một nhà đầu tư đây không phải chuyện bình thường người ta có thể đi làm công ăn lương nó dễ nó dễ hơn là đi làm đầu tư đầu tư nó hại não lắm đau đầu lắm đầu căng lên tâm lý căng lên vâng đúng rồi đó vì thế nên là quay trở lại trả lời cho cái câu hỏi của anh làm sao để kiểm soát tốt tâm lý trong đầu tư thì nguyên tắc để kiểm soát tốt tâm lý trong đầu tư là anh phải diện phải có kiến thức đó anh phải có kiến thức, anh phải hiểu được ba cái huyệt tử và kiểm soát tốt được ba cái huyệt tử đó. Thì khi anh có kiến thức, anh hiểu các nguyên lý, anh hiểu các thị trường, nó không khác gì là việc ở giả sử như ta có con nhỏ. Thì con cái thì thường rất là hiếu động, nghịch ngợm rồi làm rơi vỡ đồ rồi tất cả mọi thứ. Đó. Và nếu như ta không hiểu gì về con nhỏ, ta thấy rất là khó chịu và ta sẽ đánh đít chúng thành ra là đứa trẻ lớn lên nó bị rất là nhiều người ta gọi là bạo lực rồi bố mẹ cũng căng thẳng quá đức nhưng khi ta hiểu như thế nào là con trẻ như thế nào là con nhỏ thì rõ ràng ta lại còn khuyến khích chúng vui chơi nhiều hơn đúng không ạ thì tự nhiên ta thấy con ta thì được vui vẻ và phát triển ta thì vẫn thoải mái vì ta hiểu con nhỏ thì đầu tư bất động sản cũng vậy nếu như anh hiểu được các nguyên lý thì tự anh sẽ quản trị được cảm xúc giống như việc nuôi dạy con nhỏ lúc đó thì nhà đầu tư sẽ không rơi vào những cái trạng thái gọi là tiêu cực hoặc là tham lam thái quá dạ, dạ. hoặc là lại e sợ thái quá <laughs> hiểu được ba cái mà em nói là yếu huyệt à huyệt tử ba huyệt tử ba huyệt, huyệt tử thì người ta có thể đưa ra những quyết định đúng nơi đúng lúc đúng chỗ đúng thời điểm à, tất nhiên đây là những cái điều mà uh, chúng ta chia sẻ về mặt kiến thức nó là như vậy. Thế còn trên thực tế thì có thể anh nghĩ là nó còn ảnh hưởng bởi những yếu tố khác nữa mà nằm ngoài những các cái sự tính toán lúc đầu nữa. Đúng không? Có những điều mà cũng không ai có thể tính trước được cả. Dạ. Nhưng về cơ bản nguyên lý thì nó là như vậy. Dạ vâng.